Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Trung Quốc liên tiếp ra dấu hiệu nhắc nhở Việt Nam trong quan hệ với Mỹ. Ngày 12 tháng 9, VOA Tiếng Việt cho hay các tàu Trung Quốc cập cảng Cam Ranh trong lúc Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thăm Mỹ. VOA dẫn truyền thông của quân đội Trung Quốc và Việt Nam cho biết một tàu bùm huấn luyện của Hải quân Trung Quốc đã đến Vịnh Cam Ranh ngày 10 tháng 9 trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày tại tỉnh Khánh Hòa. Đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu này đến Việt Nam kể từ khi được đưa vào biên chế. Và đây là hình bài trên VOA. Theo đó, một bản tin trên báo quân đội Trung Quốc của lực lượng giải phóng quân nhân dân Trung Hoa đăng tải ngày 11 tháng 9 cho biết tàu Phá Lan đã tới Việt Nam trong chiến huấn luyện và thăm viếng trên biển dành cho học viên sĩ quan của Trung Quốc. VOA dẫn báo quân đội nhân dân của Việt Nam cho biết tàu bơm Phá Lan cùng 95 sĩ quan Thủy thủ, học viên do đại tá Lưu Khuê Vũ, phó chỉ đội trưởng, chỉ đội tàu huấn luyện hải quân Trung Quốc làm trưởng đoàn, đã cập cảng Cam Ranh để thăm xã giao tỉnh Khánh Hòa cho đến ngày 13 tháng 9. VOA cho biết, báo Trung Quốc nói rằng, hơn 120 người gồm lãnh đạo và nhân viên của văn phòng tùy viên, quân sự đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và tổng lãnh sự quán tại Sài Gòn cùng đại diện Hoa kiều, lãnh đạo quân đội Việt Nam và đại diện hải quân Việt Nam đã ra chào đón tàu tại bến cảng. Báo Việt Nam thì cho biết, chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc. Bên cạnh đó, VOA cũng dẫn báo Hải quân Việt Nam của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân cho biết, biên đội tàu 987 gồm 1 gồm một tàu khu trục và hai tàu đổ bộ của Hải quân Trung Quốc đã cập cảng Việt Nam trong một chuyến thăm xã giao ở Khánh Hòa từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9. Tương tự như chuyến thăm của tàu bường huấn luyện, biên đội tàu 987 cũng cập cảng Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ hợp tác và thúc đẩy lòng tin giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Và đây là hình biên đội tàu 987 của Trung Quốc cập cảng quốc tế Cam Ranh ở Khánh Hòa ngày 6 tháng 9. VOA cũng dẫn tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc ngày 7 tháng 9 cho biết, một hạm đội hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dừng chân tại cảng Cam Ranh ngày 6 tháng 9 để tiếp tế sau khi hoàn thành một cuộc tập trận chung hòa bình thống nhất năm 2024. Hạm đội có hai tàu đổ bộ và một tàu khu trục có tên lửa dẫn đường. Vẫn theo Hoàn Cầu Thời báo, trong thời gian thăm xã giao tại Cam Ranh, các sĩ quan và thủy thủ đoàn của hạm đội tàu Trung Quốc đã tham gia các cuộc trao đổi chuyên môn và diễn tập chung bên cạnh giao lưu văn hóa và tham tàu hộ vệ tên lửa 016 quan trung của Việt Nam. VOA nhận định, các tàu Trung Quốc đến thăm Việt Nam liên tiếp. Trong thời gian ông Phan Quang Giang có chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ trong tư cách Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Ông Giang đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Ngũ giác đài ở Washington ngày 9 tháng 9 trong nỗ lực tăng cường quan hệ song phương Việt Mỹ. VOA nhắc lại, trước khi đến Mỹ, ông Giang đã thăm Manila, gặp Tổng thống Marcos và người đồng cấp phía Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Teodoro trong cuộc gặp đó, hai bên khẳng định tiềm năng hợp tác về an ninh, an toàn hàng hải giữa Việt Nam và Philippines là rất lớn. VOA đánh giá cả Việt Nam và Philippines đều có tranh chấp chủ quyền trên biển với Trung Quốc, nhưng Việt Nam luôn phải cân bằng giữa việc phản đối các yêu sách của Bắc Kinh với việc duy trì mối quan hệ với nước láng giềng khổng lồ này. Trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 8, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng cũng như thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trung Quốc liên tiếp ra dấu hiệu nhắc nhở Việt Nam trong quan hệ với Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới kim vũ xin kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin liệu phan văn giang có thể giúp tổng bí thư tô lâm vượt qua rào cản của phe quân đội hay không trước sức ép quyết liệt của phe tướng lĩnh quân đội và các dấu hiệu cho thấy có sự gấp mặt của ban lãnh đạo bắc kinh tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm đang đứng trước thế trận thập diện mai phục đó là chưa kể tới lực lượng của các phe cánh hà nội nghệ an và hà tĩnh vẫn còn hùng hậu ông tô lâm được cho là đã không giành được sự ủng hộ của lãnh đạo của phe trung nam bộ nghĩa là ông tô lâm hiện nay chỉ kiểm soát được bộ hưng yên cụm hải phòng và phe miền nam với số lượng ủy viên trung ương và ủy viên bộ chính trị ít hơn và đây là hình tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm một khi ông tô lâm chỉ còn giữ duy nhất chiếc ghế tổng bí thư kiêm bí thư quân ủy Trung ương, nhưng vẫn không kiểm soát và điều hành được nhân sự của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại, thì quyền lực của Tổng bí thư Tô Lâm hết sức trên vệnh. Cho dù Tô Lâm trước đây với cương vị Bộ trưởng Bộ Công an và người tiền nhiệm là Cố Bộ trưởng Trần Đại Quang, đã có kế hoạch xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động hùng mạnh, được trang bị các vũ khí, khí tài như xe bọc thép, máy bay trực thăng, hay mới đây đã xây dựng được một trung đoàn không quân công an có sân bay riêng ở Bắc Ninh với lý do để chống bạo loạn và khủng bố nhưng thực chất không ngoài mục đích làm đối trọng với lực lượng quân đội. Chưa dừng lại ở đó, dưới thời Tô Lâm làm bộ trưởng, ông đã tăng nhân sự ngành công an, kể cả lực lượng bán vũ khí mà bộ công an có thể điều phối, có thể lên tới con số gần 700.000 người. Tham vọng của Tổng bí thư Tô Lâm từ trước đến nay muốn vượt lên trên quyền lực của phe quân đội và bước đầu đã ít nhiều thành công. Còn số 6 ủy viên bộ chính trị từ ngành công an đi lên so với 4 ủy viên bộ chính trị có gốc gác từ quân đội, tại thời điểm hiện nay đã cho thấy điều đó. Từ trước đến nay, lực lượng quân đội và công an là hai công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam được hết sức coi trọng. Lực lượng quân đội chịu trách nhiệm chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền quốc gia cũng như người dân. Còn lực lượng công an chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội và gìn giữ chế độ và đây là hình đại tướng Lương Cường. Giữa quân đội và công an không thể tránh khỏi những cạnh tranh về mặt quyền lực lãnh đạo. Đây là lý do lãnh đạo quân đội và công an luôn luôn tôn trọng nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng. Khác với các giới chức lãnh đạo thuộc khối dân sự thì các giới chức lãnh đạo thuộc Bộ Quốc phòng là bất khả xâm phạm. Quân đội có ưu thế đặc thù, có hệ thống tư pháp riêng và Bộ Công an không có thẩm quyền. Tổng bí thư Tô Lâm dẫu là bí thư quân ủy Trung ương, nhưng luôn luôn lo lắng và tìm mọi cách để nắm chắc quân đội. Tổng bí thư Tô Lâm được cho là có quan hệ tốt với Bộ trưởng Phan Văn Giang. Tướng Giang là một tướng lĩnh quân đội có trình độ và uy tín cao nhất trong đảng hiện nay. Giới thạo tin cho rằng, ba nhân vật Tô Lâm, Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang là đàn em thân cận của cựu Thủ tướng Ba Dũng. Tuy nhiên, trong nội bộ quân đội, tướng Phan Văn Giang được cho là người không hợp với đại tướng Lương Cường. Đây là một trong những lý do khiến phe quân đội bị chia rẽ trong một thời gian khá dài. Một số ý kiến cho rằng sự lộng hành của ông Tô Lâm đã khiến cho các tướng lĩnh quân đội đoàn kết trở lại. Đồng thời, phía quân đội được cho là đã thống nhất khẳng định quân đội là trung tâm quyền lực chính trị của quốc gia, chứ không phải công an. Và đây là hình đại tướng Phan Văn Giang. Ngày 12 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ khai giảng của Học viện Quốc phòng năm học 2024-2025, được coi là một bước đi đáng chú ý. Cùng tham dự có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Được biết, Học viện Quốc phòng là học viện huấn luyện và đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp hàng đầu của quân đội. Lãnh đạo của Học viện Quốc phòng là các tướng lĩnh có uy tín cao trong giới tướng lĩnh của quân đội Việt Nam phải chăng đó là dấu hiệu cho thấy Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã bước đầu đạt được các thỏa thuận thống nhất với phe quân đội thông qua tướng Phan Văn Giang chăng? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Liệu Phan Văn Giang có thể giúp Tổng Bí thư Tô Lâm vượt qua rào cản của phe quân đội hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.